Kính thưa quý vị, trước hết tôi Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Cách đây khoảng một thời gian mấy tuần lễ trước, chúng tôi khi mà nghe giáo sư Nguyễn Châu nói câu chuyện từ một truyền thuyết, từ một huyền thoại là huyền thoại công chúa Tiên Dung và Chữ Ông Tử, thì câu chuyện mà giáo sư kể chúng tôi ngồi nghe rất là mê ly. Tôi quay sang nói chuyện giáo sư một điều là hy vọng sẽ có một ngày nào gần đây giáo sư được quay cái chuyện tình huyền thoại này, một chuyện tình truyền thuyết này, để chúng ta kể một câu chuyện, một chương trình về cái chuyện tình của nàng công chúa Tiên Dung và Chữ Ông Tử. Thưa quý vị, đó là một chương trình rất là tuyệt của dân tộc Việt Nam. Trong thời gian vừa qua là giáo sư cũng có kể một vài chương trình khác mà chúng ta đã nói đến, đã nghe đến ít nhiều. Chúng tôi sẽ có dịp đề nghị giáo sư trở lại về một số chuyện tình khác trong cái thần thoại, huyền thoại và lịch sử Việt Nam, truyền văn hóa Việt Nam. Và thưa quý vị, khi mà nghe cái chuyện công chúa Tiên Dung và Chữ Đồng Tử đó, thì cái điều mà chúng ta trong chương trình di sản lần này không phải để nghe chuyện tình đẹp, nhưng mà chúng ta rút ra được trong cái chuyện tình này, trong cái huyền thoại này, trong cái truyền thuyết này, một cái thông điệp mà cha ông của mình đã muốn gửi lại cho con cháu muôn đời của cha ông. Thì cái chuyện mà chúng ta thấy có nhiều cái chuyện cổ tích, nó có thể có hàng tỷ chuyện, nhưng mà rất nhiều chuyện nó sẽ chết theo dòng thời gian. Có một số chuyện còn lại bởi vì cái thâm thúy của nó, cái ý nghĩa của nó, cái bài học cần thiết của nó. Và thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi chia sẻ câu chuyện hôm nay mà giáo sư Nguyễn Châu đã chuẩn bị và đang muốn đem đến tất cả quý vị, là chuyện tình, truyền thuyết, huyền thoại của công chúa Tiên Dung và Chữ Đồng Tử, và bài học nào mà quý vị và chúng tôi cần học và trao truyền lại cho con cháu của mình. Trước hết tôi xin trân trọng kính chào giáo sư một lần nữa. Xin cảm ơn anh Nam và xin kính chào quý khán giả. Thì hôm nay chúng ta vẫn dở di sản, tất nhiên là cũng là nói nôm na là chuyện đời xưa. Nhưng mà như Xuân Nam vừa nói đó, thì có những cái chuyện đời xưa, những cái chuyện cổ tích nó bị mai một đi. Là vì sao? Những cái chuyện đó chỉ kể cho vui trong chốc lát, nó không mang một cái thông điệp, không mang một cái ý nghĩa mà những cái người tạo ra câu chuyện, tức như là tổ tiên của chúng ta, muốn gửi gắm lại một cái lời nhắn nhủ nào đó. Thì chúng ta hôm nay nói về cái huyền thoại công chúa Tiên Dung và Chữ Đồng Tử. Thì cái này là được ghi vào trong, được ghi trong cuốn sách gọi là Lịnh Nam Chích Quái. Lịnh Nam Chích Quái có nghĩa là thế này: trong cái vùng Lịnh Nam, tức nghĩa là nước Việt Nam xưa, là cái lãnh vực của nước Nam xưa, thì lựa chọn những cái chuyện quái gì kỳ lạ để ghi lại. Thì chọn lọc những chuyện kỳ lạ đất Lịnh Nam, thì đây là một tập hợp các truyền thuyết và cổ tích dân gian Việt Nam được viên soạn vào khoảng đời nhà Trần, tức như là khoảng thế kỷ thứ 14. Thì chúng ta không cần biết đến cái tác giả, bởi vì tác giả thì cũng chưa có một cái sự liệu rõ ràng, chỉ tương truyền rằng tác giả là Trần Thế Pháp, một danh sĩ đời nhà Trần. Thì cái tên này được ghi trong Vịnh Sử Thi Tập của Đặng Minh Khiêm, Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn và Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, tức nghĩa là ba cuốn sách đó có ghi tên là Trần Thế Pháp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là về tác giả của Lịch Nam Trích Quái thì nó có một vài nghi vấn, nhưng mà về phương diện mà chúng ta tìm hiểu di sản ấy, của dân tộc, thì cái người mà truyền di sản lại không quan trọng lắm, bởi vì trước mắt là cái di sản chứ không phải là người truyền di sản. Vì bây giờ trong tổ của chúng ta, của dân tộc ta, là có một số di sản, có nhiều khi không biết người nào truyền lại, nhưng mà di sản nó còn đó. Cho nên chúng ta hãy cứ nhìn ngắm, phân tích di sản để tìm hiểu những thông điệp mà di sản ấy muốn truyền đến cho thế hệ hiện nay và mai sau. Thì cái chuyện công chúa Tiên Dung thì được nhiều người cho rằng đây là một cái chuyện tình rất là lý tưởng, là tuyệt đẹp. Bởi chuyện kể rằng là Chữ Đồng Tử là con của ông Chữ Cù Vân ở làng Chữ Xá, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên,
thì ngày nay là huyện Văn Đức và xã Văn Đức và huyện Gia Lâm. Thì hai cha con này thương yêu nhau ghê lắm, thấm thẹt lắm, nhưng mà trong cảnh nghèo. Thì nhà họ chữ nghèo đến cái độ mà mọi người chỉ khó một chiếc khổ để che thân mà thôi. Thì khổ là tất nhiên là một cái dải vải để mà bọc từ lưng thắt lưng trở xuống và đến để vừa đủ che cái phần mà bộ phận sinh dục. Thì gọi là đóng khổ. Chứ cũng có nhiều sách bên Việt Nam bây giờ nói mặc khổ thì như vậy là đã bị lai căng rồi. Đó. À, thì nghèo đến nỗi hai cha con chỉ có mỗi người một cái khổ để che thân. Nhưng mà chẳng may nữa, rủi ro nữa là nhà bị cháy, tất cả đồ đạc thiêu hết. Thì cháy luôn, còn lại một cái khổ duy nhất. Thì vì là còn khổ nhất nhưng mà phải ra ngoài làm ăn, cho nên hai cha con phải thay nhau ra ngoài đổi để đóng khổ. Thì chẳng may là đến khi ông cha đó, ông chữ Cù Vân, ông đau nặng vốn biết mình sắp chết. Thì ông sợ rằng là chữ Đồng Tử sẽ liềm cái khổ theo ông, thì ông dối dăng lại. Ông nói rằng giữ cái khổ lại để mà sinh hoạt. Nhưng mà chữ Đồng Tử nói thế này không thể nào để cho cha mình chết trần truồng được. Cho nên đã cãi lời cha, âm thầm liềm theo cái khổ. Và như vậy chữ Đồng Tử trở lại cái người nguyên thủy, tức nghe là trần truồng từ trên xuống dưới. Thì sinh hoạt như thế nào? Ban đêm thì mới đi câu cá, còn ban ngày muốn đi trao đổi cá thì chỉ trao đổi với các thuyền thôi, là vì lội ở dưới nước rồi trao đổi và kiếm ăn. Thì hôm đó đó cũng đang đi làm ăn thì nghe là tiếng chiêng tiếng trống cờ sĩ đằng xa tới trên bờ biển. Thì cuống quá, nó thôi bây giờ biết làm sao đây, thì chạy vào một cái bụi lau đào đất lên chôn mình xuống dưới đó rồi lấy cát lấp lại. À, thì không biết cái tình cờ sao cái chiếc thuyền rồng đó, cái đoàn người đó là của công chúa Tiên Dung. Tất nhiên là sử thì nói rằng là, huyền sử thì nói rằng là con của vua Hùng Vương thứ 18. Cái người cô công chúa này là nhất định nói với vua cha là không lấy chồng, chỉ thích ngao du sơn thủy ngắm cảnh mà thôi. Thì thấy cảnh đẹp ở trên bờ biển thì vào ngay cái bụi lau đó bảo quân quan quân lấy vải căng xung quanh làm thành một cái buồng để tắm. Thì khi Tiên Dung trần truồng tắm và dội nước xuống thì cát nó trôi đi và lòi anh chữ Đồng Tử đang nằm ở dưới đó. Thì Tiên Dung trong cái thời đại hồn nhiên đó, Tiên Dung không có cái gì để mà lo sợ này nọ, chỉ có ngạc nhiên tại sao anh lại nằm ở đây. Thì kêu dậy và hỏi lý do tại sao nằm đây. Thì chữ Đồng Tử kể rõ rằng là tôi là không có khổ, không có gì che thân, cho nên khi nghe có người đến thì tôi phải vùi mình dưới cát để che thân. Thì Tiên Dung mới suy nghĩ như thế này, cái sự gặp gỡ này là một cái sự kỳ lạ, thì chắc là phải do trời định. Thì cuối cùng là bảo chữ Đồng Tử hãy đứng dậy tắm rửa, rồi Tiên Dung sai người lấy áo cho chữ Đồng Tử mặc và hai người cùng xuống thuyền để ăn tiệc. Thì Tiên Dung suy nghĩ, nói mình không muốn lấy chồng, nhưng bây giờ sắp xếp gặp một chàng trai ở đây trong cái tình trạng là hai người cùng là nguyên thủy thì chắc là trời định cho hai người phải lấy nhau. Thì Tiên Dung nói với chữ Đồng Tử, thì chữ Đồng Tử có một cái mặc cảm về thân thể của mình, nói tôi không xứng đáng. Thì Tiên Dung nói ngay như thế này, đây là chuyện của trời đất ấn định xui khiến, không tại sao lại từ chối. À, thì chính vì tin tưởng vào cái thuyết thiên định, cho nên chữ Đồng Tử và Tiên Dung đã kết hôn. À, anh Bùi ngồi anh góc kia, anh hỏi anh có hình ảnh của nào của chữ Đồng Tử, anh coi anh so được có nét tướng gì, có cái chỉ tay gì, có cái tướng mạo gì mà được tốt như vậy thưa anh? À, không, thì cái này đó, cái này tất cả những cái này những cái tướng mạo đó, thì nếu như nó mình Việt Nam mình thì có nhiều cách để giải thích lắm. Ví dụ như là nếu như giải thích theo cái hướng Phật giáo
thì anh này đã tu bao nhiêu kiếp, nghe chưa, và đã làm bao nhiêu việc lành, rồi là cái nợ của tiền kiếp đó, thì cũng như là chúng ta thấy rằng là khi mà trong cái chuyện mà ngày sinh của Đức Thích Ca đó, Tất Đạt Đa đó, thì khi bước bảy bước, mỗi cái bước là có cái hoa sen là vì sao? Thì cái đó nhiều người cũng quên là thế này, khi trước á, cái thân trước á, thì Tất Đạt Đa cũng là một người nghèo, thì nhưng mà dốc lòng để cúng dường thì đi mua hoa, thì hôm đó là trong tay chỉ có hình như là 5 đồng tiền, thì ra mua hoa, thì cái người có gái bán hoa đó còn 7 cái hoa, và hỏi thế này, ông tôi còn 7 cái ông mua luôn, nói không tôi chỉ còn 5 đồng, tôi không mua đủ, không mua được 7 cái. Thế là ông cúng gì, ông cúng để cầu gì? Nói tôi cúng để cầu giải thoát. Thế là cho tôi hôn với, thì đưa 5 đồng nhưng mà bán 7 cái hoa. Thì cái đó trong tiềm thức và coi như là gieo nhân ở tiền kiếp, đến nên là hậu kiếp, thì sinh ra đó là cái tiềm thức của Tất Đạt Đa đã thấy rằng là có 7 hoa sen. Cho nên sau khi cái người vợ đó là cái Yajudala, thì tất nhiên là cái người mà đã bán 7 cái hoa đó. Cho nên cuối cùng khi mà thái tử Tất Đạt Đa mà đòi xuất gia đó, thì bà này không có cử nữ gì hết, là bởi vì là hùng hoa để cầu giải thoát đó. Thì bên này cũng vậy, thì cái chữ đồng tử là một người con chỉ hiểu, thì đây có thể là một cái yếu tố, đứa con hiểu thì khi nào trời cũng giúp hết đó. Bởi vì chỉ hiểu đến nỗi là chấp nhận mình trần truồng để cho cha mình khỏi trần truồng, thì như vậy cái người có hiểu thì lúc nào cũng có phước. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng cái chuyện kể ra là rất là đẹp, là bởi vì khi mà hai người lấy nhau rồi thì nghe tin bảo về triều đình thì vua Hùng Vương giận lắm. Thứ nhất là công chúa mà đi lấy một cái thằng nghèo khó, thứ hai nữa là tự do cái thôn không hỏi ý kiến của cha mẹ, thì nhất định là phải cắt đứt hết tất cả lương thực và không cho trở về cung nữa. Thì khi mà biết vua cha tức giận không cho trở về cung, thì công chúa mới và chữ đồng tử mới bắt đầu xây dựng kinh tế tự túc và tổ chức buôn bán làm ăn ngay trên cái bờ biển đó. Thì như vậy hai người phát triển rất là phồn thịnh cho cái khu vực đó. Cho đến một hôm thì là có một cái, những cái người thuyền buôn họ đi qua đó, thì có người nói với chữ đồng tử như thế này: bây giờ anh đi xa đi, đi theo thuyền chúng tôi, thì chúng ta mua hàng về chúng ta bán và trao đổi hàng hóa thì sẽ giàu có phồn thịnh hơn. Thì Tiên Dung nói rằng bây giờ đúng, cái đề nghị đó là đúng, chúng ta nên đi ra ngoài buôn bán để làm giàu hơn cho cái khu vực này. Thì rủ Tiên Dung cùng đi, nhưng Tiên Dung nói không, phải có người ở nhà. Thì chữ đồng tử đi. Thì khi mà thuyền ghé lấy nước ngọt ở nơi một cái hòn đảo, thì vui chân chữ đồng tử mới lang thang đi vào trong cái núi, và đi lên trên thì thấy có cái am, thì lên đó gặp một cái đạo sĩ tên là Phật Quang, và hai người nói chuyện với nhau. Thì cuối cùng đó, chữ đồng tử xuống bảo cái người mà cùng đi ấy, nói đấy bây giờ vàng bạc kia đó ông đem đi buôn bán đi, mua về đây, còn tôi ở lại đây để xin học đạo. Thì sau khi học đạo rồi, mấy tháng sau thì thuyền trở lại và chữ đồng tử phải trở về. Thì khi mà chia tay thì Phật Quang có cho một cái nón và một cái gậy, nói rằng đây là hai cái vật mà thần linh, tức nghĩa là thần thông có phép lạ. Thì anh ta cũng chỉ cầm hai cái đó về thôi. Thì khi về tới nơi đó, đặc biệt là tất cả những cái đạo học được, chữ đồng tử truyền lại cho vợ, và người vợ cũng học đạo xong rồi thì cũng là đắc đạo giống như là chữ đồng tử. Thì một hôm á, là trời mưa gió, thì
hai người đi giữa đường mà không có chỗ nào núp, cây cối cũng có, thì nhớ sực ra là có cái nón và cái gậy. Thì chữ đồng tử mới sáng kiến là cắm cái gậy xuống, úp cái nón lên trên cái gậy, tất nhiên là cái dù đầu tiên đó. Thì hai người dựa vào nhau vào lúc đó, thì khi hai người ngủ quên, thức dậy thì thấy không phải là cái nón cái gậy nữa, mà là cung điện nguy nga và có luôn cả những cái quan quân triều thần. Thì cái tin này tới thì đồng bào ở xung quanh đó, những người sống ở xung quanh đó thấy là thần linh lắm, cho nên đem lễ vật đến cúng và xin làm thần dân của cái cung điện đó. Thì trung ương, tin báo về trung ương, vua nói rằng như vậy á, chữ đồng tử với con mình là muốn làm phản, muốn xây dựng một nước riêng, thì là sai quân đem tới đánh. Thì quân đi từ kinh đô Phong Châu về tới đó thì gặp vào buổi tối, đến tối cho nên đóng quân lại bên kia bờ sông, chỉ cách cái cung điện của Tiên Dung chữ đồng tử một dòng sông. Thì quan quân ở trong đó và cái dân ở vùng đó nó xin ra chống cự để bảo vệ cái giang sơn riêng, nhưng mà Tiên Dung là nói thế này không được, cái gì trời đã định thì phải theo đó, nếu bây giờ có bị đánh thì cũng đúng thôi, và không bao giờ con chống lại, kháng cự lại cha. Thì quân của triều đình đứng ở bên kia sông, đến nửa đêm thì có giông tố lớn, doanh trại của quân đội cũng bị bay. Nhưng mà khi mà sáng ra thì quân đội thấy không còn cái cung điện bên này, tất cả đều bị gió thổi và bốc lên trời hết, Tiên Dung chữ đồng tử quan quân đều lên trời hết. Thì cái vùng đó trụng đất vì gió bão mạnh nhổ cây đó lên, cho nên cái vùng đó trụng đất thành ra một cái đầm. Và cái đầm đó chỉ trong vòng một đêm mà đào ra một cái đầm lớn, cho nên người ta gọi là cái đầm một đêm, gọi là tiếng Hán Việt gọi là nhất giả trạch. Thì như vậy đó, khi người ta kể cái chuyện này thì chúng ta thấy rằng trong cái huyền thoại này á, chúng ta có thể nhìn thấy này, từ Phong Châu trở về cái miền biển thì chúng ta có cái vùng thung lũng thấp xuống. Thì không biết đây có phải là cái thành phố Hà Nội bây giờ hay không, là bởi vì Hà Nội tức nghĩa là nội Hà, là ở sông sông, ở trong dòng sông. Và nhớ rằng là thành phố Hà Nội thấp hơn mặt nước tới 2 mét, cho nên phải xây đê, đắp đê, nếu không thì có mưa lụt là ngập. Thì như vậy đó là chúng ta dựa vào cái địa lý bây giờ để mà nói coi cái huyền thoại đó nó mô tả như thế nào. Thì trong lịch sử đó, thì cái đầm Nhất Giả này đó đã có đi vào lịch sử, bởi vì Triều Quang Phục đã dùng cái đầm này để mà chống lại quân nhà Lương. Thì như vậy là trong lịch sử, cái tên đó đã nằm trong lịch sử. Thì ông kia là gọi là Giả Trạch Vương, là bởi vì sao mà Giả Trạch Vương dùng cái đầm đó có lầy lội đóng quân ở chính giữa, ban đêm dùng thuyền độc mộc ra đánh quân nhà Lương, cướp lương thực, cướp khí giới rồi chạy vào. Quân nhà Lương không chống nổi, hao mòn và cuối cùng là phải rút đi. Thì cuối cùng Triều Quang Phục đánh được quân nhà Lương, xưng vương thì gọi là Triều Việt Vương, nhưng mà dân gian thì gọi là Giả Trạch Vương. Đó là bởi vì ông ta là cái người từ trong cái đầm đó. Đó. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng cái chữ đồng tử và Tiên Dung là một cái mối tình rất là đẹp. Nó đẹp ở chỗ nào? Thì cái huyền thoại mà gửi cho chúng ta cái thông điệp gì? Thứ nhất là từ thời đó, cái quan niệm về thiên đình và hôn nhân hồn nhiên kết hợp. Hồn nhiên kết hợp có nghĩa là thế nào? Không phân biệt giai cấp, không tính toán thiệt hơn. Có thể nói quan điểm tự nhiên liên ái đã có từ thời Hùng Vương. Truyền thuyết chữ đồng tử Tiên Dung có một ý nghĩa khác nữa, là chữ đồng tử khi chưa lấy Tiên Dung chỉ là một người ăn xin, nghèo khó đến mức không có nổi một cái khổ. Thì ngày nay ở nơi chỗ cái vùng mà Giả Trạch đó đó, là có thờ một cây gậy, một chiếc nón úp trên cây gậy.
thì cái gầy và chiếc nón á, trong xã hội Việt Nam hiện đại là cái gì? Là cải bang, là ăn mày. Xuất thân là ăn mày, nón với gầy. Đó, cho nên cái chỗ đó là thờ cái nón với gầy, là nhắc lại cái thời khốn khổ, nghèo khó của chữ Đồng Tử. Thì kỳ tương truyền mà cái tục lệ ở đó là thế này. Rõ ràng cái biểu tượng nón về cái gầy là thuộc về tầng lớp ăn mày, xuất thân của chữ Đồng Tử. Cho nên á, cái đền thờ thì có chiếc nón gầy, nhưng mà ra ngoài đời trong xã hội á, người nào mà cắm cái gầy úp chiếc nón lên á, là coi như xúc phạm tới thánh. Tức là nhắc lại cái thời khổ sở của thánh đó. Thì cho nên á, gầy cuộc đời của chân Túc Lục nghèo khó, như vậy là họ nói đến như vậy là phỉ báng thần thánh. Đó. Thì cái quan niệm này á, chúng ta thấy thế này, ngày nay đó, cái thời mà hồn nhiên của chữ Đồng Tử về tiên dung, hai người đều trần truồng. Thì cái thời đó tại sao ta trần truồng, ta không còn nhìn thấy xấu hổ? Thì điều này chúng ta thấy trong cái thánh kinh của Thiên Chúa Giáo đó. Thì cái vườn địa đàng lúc đầu là không có áo quần gì hết, nhưng mà hai người trần truồng, Adam và Eve, không thấy có sự xấu hổ, là vì họ vẫn sống hồn nhiên. Chỉ khi mất sự hồn nhiên, thì khi mà có đối chọi, khi mà đã có một cái suy nghĩ mà không chính đáng, thì khi đó mất sự hồn nhiên, thì khi đó mới thấy sự xấu hổ. Thì hiện nay đó, vì cái gọi là một cái mặc cảm hoặc là một cái khuynh hướng tình dục mà nhiều người trong xã hội hiện nay bên Việt Nam cũng như là bên này, là họ mô tả những cái cảnh, vẽ những bức tranh đầu đề là gọi là tắm tiên. Tắm tiên là gì? Tắm tiên là tắm không có áo quần. Nhưng mà cái điều đó, tục ngữ Việt Nam có nói thế này: giàu cho lắm thì tắm cũng ở truông. Bởi vì tắm mà không ở truông, thứ nhất là không có thoải mái, không có sung sướng gì hết cả. Cho nên cái vấn đề đó làm mất sự hồn nhiên do những cái ý nghĩ ở đằng sau, tức như là hậu ý. Đó. Thì chính cái mối tình của tiên dung chữ Đồng Tử là một cái tình ái, một ái tình hồn nhiên, như thiên nhiên, như vũ trụ, như cây lớn lên thì nở hoa. Đó. Cho nên khi mà Việt Nam cũng có người nói đây là một cái mối tình, một cái huyền thoại về tình yêu rất là đẹp. Thì cái điểm thứ nhất là tự do luyện ái, không phân biệt giàu nghèo gì hết, thì có hữu duyên thì đến với nhau. Cái thông điệp thứ hai có thể là huyền thoại này, truyền thần tiên của chữ Đồng Tử tiên dung là một truyền tình huyền thoại nhưng mà rất hiện thực. Đó là vẻ đẹp của quan niệm tự do tình yêu, tự do hôn nhân, và nhất là ý chí cùng nhau vươn lên từ sự nghèo khó. Bởi vì tiên dung mà khi mà vô hùng vương cắt viện trợ rồi đó thì phải tự túc tự cường đó, cho nên mà cuối cùng xây dựng được một cái vùng phồn vinh cơ đồ đó. Cho nên đồng vợ đồng chồng tác biệt đông cũng càng, có thể là một câu tục ngữ đó nó từ cái huyền thoại của tiên dung chữ Đồng Tử. Bởi vì từ một anh là nghèo chỉ có một chiếc khổ, và một cái công chúa tất nhiên là có tiền bạc nhưng mà bị vua cha cắt đứt viện trợ, thì cuối cùng hai người vẫn làm nên cơ nghiệp. Thì như vậy đồng vợ đồng chồng tác biệt đông cũng càng, đó tất nhiên là sự đồng tâm của hai vợ chồng. Thì cái huyền thoại này cũng nhắc cho chúng ta cái tình nghĩa vợ chồng và sự đồng cam cộng khổ đó. Một cái câu chuyện đẹp quá mà chúng ta đáng tiếc đến giờ phút này chúng ta không có lên được một cuộn phim, đúng không? Một câu chuyện quá đẹp. Tôi nghĩ là ngay cả cái chuyện này từ Romeo Juliet hay là kiểu mà Desdemona Othello đó cũng chưa chắc là đẹp bằng cái câu chuyện này. Bởi vì bên kia khi nào không có sự xung đột quyền lợi rồi có chém giết, còn bên này không, hoàn toàn tự nhiên. Chúng tự nhiên cũng giống như hoa lên thì tự nhiên nở hoa, mà hoa nở thì ông ngựa bay tới. Đó là cái tất cả những cái thiên nhiên. Nhưng Việt Nam mình á,
Đôi khi thế này, độ tội cho cung ong, kết tội cũng bướm. Bởi vì cái hoa lên mà không có ong có bướm thì cái hoa nó cũng thành vô duyên. Đó, cho nên cái Việt Nam mình nó có nhiều cái điều mà bây giờ nếu chúng ta suy nghĩ lại rất là bất công, rất là kỳ quặc. Ví dụ như là có hoa thì có bướm, ong thì nó nhiệm vụ nó phải đi rục nhì để về làm mật, nhưng mà tự nhiên kết tội rồi đem cái chuyện đó để mà nói bóng bẩy về những cái chuyện tình dục không đẹp đẽ. Đó, cho nên tất cả những cái đó không còn hồn nhiên nữa, mà bị những cái lý trí và những cái tiềm thức nó làm cho hoang ổ đi ý đồ. Có câu hỏi này về giáo sư Châu. Nãy giáo sư có nói đến á, cái vùng đó sau này nó gọi là, nó có cái tên gọi là nhất dạ trạch, hay là dạ trạch đầm nhất dạ, đầm nhất dạ, đầm nhất dạ, hay là dạ trạch vương. Nhưng mà giáo sư có nói đến cái chữ Hà Nội là Nội Hà. Thì có cái nghiên cứu nào nó đi sâu hơn để nó bàn về cái sự quan hệ giữa cái có, dạ trạch vương có và một, Hà Nội bây giờ? Có một sinh viên đại học sư phạm đã làm một cái tiểu luận về cái huyền thoại này. Nhưng mà vì dùng cái gọi là duy vật sự quan cho nên không nhìn thấy những cái nét đẹp của cái cuộc tình, mà chỉ thấy rằng là tất nhiên là công chúa Tiên Dung đã tổ chức một cuộc di dân về phía hạ lưu sông Hồng. Đó, thì cái đó trong cái tiểu luận đó thì có chứng minh, có lấy ra một số di chỉ. Nhưng mà ở đây chúng ta không đi sâu vào những cái nghiên cứu mà dùng theo cái duy vật sự quan, và chúng ta chỉ nhìn thấy cái những cái thông điệp mà nó có tính cách thiêng liêng và có tính cách tình cảm, có ích lợi cho sự điều chỉnh cái cuộc sống của ngày hôm nay. Thì đấy là cái điều này. Thứ nhất là hai cái chuyện vừa rồi, cái thông điệp một và hai thì chúng ta thấy là thuộc về tình cảm, thuộc về đời sống, thuộc về ý chí và tâm linh. Cái thông điệp thứ ba là cái ngành ngoại thương đã có từ cái thời Hùng Vương rồi. Là bởi vì khi có người ghé tàu vào rồi rủ chữ Đồng Tử đi buôn bán làm ăn xa để cho sự phồn vinh, thì do đó cái ngành buôn bán nội địa là từ quả dưa hấu An Tiêm đã có rồi. Rồi đến chữ Đồng Tử thì có ngoại thương trong nền kinh tế quốc dân từ thời Hùng Vương. Đó, tức nghĩa là An Tiêm thì là buôn bán nội địa, nhưng mà đến chữ Đồng Tử là đã có xuất cảng rồi. Cái điểm thứ tư là khát vọng trường sinh đạo hạnh đã vượt thắng cái những cái lời lộc trần gian. Bởi vì chữ Đồng Tử đang buôn bán làm ăn phát đạt rồi, nhưng mà cuối cùng hai vợ chồng đều tu tiên. Mà cái tu tiên là một cái khát vọng mà người Việt Nam chúng ta đó ai cũng ước mơ hết. Khi họ kể chuyện thần tiên là gì, vì sao mà phải kể chuyện thần tiên, là vì đó là cái ước mơ được sống lâu, được trường sinh bất tử và được hạnh phúc. Bởi vì cái ngôn ngữ Việt Nam á, khi đặt vấn đề hạnh phúc là gì, sướng thì phải như tiên. Đó, tất nhiên là không có cái tính toán thiệt hơn gì hết. Sướng là sướng như tiên, mà sướng như tiên là hết mức rồi. Đó, cho nên khi mà khát vọng trường sinh, tu đạo hành để vượt thắng lời lộc trần gian, bỏ hết tất cả trần gian, thì cái điều này cũng có người đã link nó vào, tức nghĩa là liên kết nó vào, là coi như khi đó Phật giáo cũng đã truyền tới từ thời Hùng Vương rồi. Là bởi vì trong câu chuyện là có một cái am mà có một đạo sĩ xưng là Phật Quang. Đó. Nhưng mà Phật giáo thì mới có 2.500 năm nay, từ của thời Hùng Vương là 4.000 năm mà. À không, thì đây là cái người bên nhà á, họ lính vào, họ liên kết vào. Tức như họ nói như vậy có chữ Phật Quang, tức như là cái tu này cũng tu theo ấy. Nhưng mà thực ra đó, cái này thì vì hơi thiên về một chút, cho nên nói rằng đạo Phật đã du nhập. Nhưng mà đạo Phật thì không có cái phép là cái chiếc nón với cái gậy này là của Lão Tử. Của Lão Tử và Trang Tử. Bởi vì cái đạo tu tiên chứ không phải tu để thành Phật. Đó, thì như vậy chúng ta thấy rằng là
có người đã cho rằng đó là một cái nằm trong thông điệp đó. Rồi cái sự di chuyển đây này, đây là cái thực tế này, sự di chuyển của Tiên Dung, cái này là bên nhà đây, bên nhà là của ông Phan Duy Kha, trong cái bài ông đã thử vẽn màng huyền thoại chữ đồng tử và Tiên Dung, nhưng ông vẽn màng ra thì ông chỉ thấy gì, sự di chuyển của Tiên Dung chữ đồng tử phản ánh sự thiên di, hay nói đúng hơn đó là chính là hình ảnh cuộc thiên di của người Việt cổ từ thời Hùng Vương dựng nước để chiếm lĩnh dần vùng châu thổ sông Hồng. Thì ông này ông dùng chữ vẽn màng huyền thoại đó là vì ông bị Tây, ông bị ảnh hưởng của Tây. Tức nghĩa là Tây là nó dùng chữ revelation, revele tức nghĩa là kéo cái màng lên. À, thì nhưng mà cái chữ kéo màng này không phải là đem vô mà dịch nguyên văn vô trong cái huyền thoại được, bởi vì huyền thoại cũng có màng tất cả chuyện rõ ràng, nhưng mà vì đằng sau đó ta tìm cái ý nghĩa à, thì cái đó là tức nghĩa là làm cho hiện lộ cái huyền thoại ra chứ không phải vẽn màng. Bởi cho nên nhưng mà dùng chữ vẽn màng này thì nó quá cái duy vật, bởi vì thực ra huyền thoại người ta kể rõ ràng nhưng mà sau cái ý nghĩa đó. Vì sao mà ngày xưa tổ tiên chúng ta thường kể chuyện là vì đây theo tâm lý học thì gọi là thông cảm gián tiếp. Bởi vì khi ta nói ta muốn sửa đổi ai mà ta nói thẳng vào công việc của họ đó thì chưa chắc họ đã nghe lời, bởi vì thứ nhất là từ ái bị tổn thương, cho nên phải kể cả một cái chuyện. Trong kinh Phật cũng kể chuyện mà thôi, tức nghĩa là dù thôi, chứ không có nói thẳng là phải làm cái này làm cái kia. À, ngay cả Khổng Tử cũng vậy. À, muốn nói rằng là cái người sinh sau đáng sợ thì kể cái chuyện hàng tháng, hay là chuyện binh không dám bị dụ ngôn người dân, dụ ngôn thì tất cả đều dụ ngôn hết, à, không có là thông cảm gián tiếp, chỉ nói cái chuyện đó rồi dựa vào đó soi gương mà thấy cái bóng của mình. À, cho nên à, chúng ta thấy nó đã vẽ mang lên là không đúng đó. Cho nên trong cái Thiên Chúa Giáo thì dùng chữ mặc khải, mặc khải tất nhiên là lấy cái màng đi. À, khải là lấy mà mặc là cái màng. Thì như vậy đó, kỳ duy vật sự quang thì nói đây là một cuộc thiên di ở trên đời ngoài, thành ra kỳ đặt nó vào là thứ năm, nhưng mà cũng nói, nhưng mà trong đây cũng có một người đi xa hơn nữa, bên Việt Nam mình cũng có người đi xa hơn nữa, đó là ông Tà Quốc Tuấn. Ông đi xa hơn nữa khi ông liên kết sự tích chữ đồng tử Tiên Dung về triết lý của Lão Tử và Trang Tử. Rồi ông ấy dùng cái chỉ ra tiêu giao vô tề vật luận để ông chứng minh. Nhưng mà cái điều này thì hơi ép, là bởi vì cái sự hồn nhiên thì ai cũng là nói hết. Bên Thiên Chúa Giáo đó cũng nói rằng làm thế nào để trở nên trẻ thơ, bởi vì khi trở về với trẻ thơ mới thực sự có hạnh phúc. Cho nên cái Việt Nam mình có một cái chữ là cải lão hoàn đồng. Cái đó cái ý nghĩa nó sâu xa lắm. Tức như là làm thế nào để chúng ta trở về với trẻ thơ, trở về với trẻ thơ trong tâm hồn, trong ý thức, chứ không phải là từ cái người râu tóc bạc phơ mà trở thành một cái đứa trẻ sơ sinh. Có một cái luận thuyết nào của ai đó châu nhớ không? Người ta nói là sâu cái minh triết ấy, là trẻ thơ. Không, đúng rồi. Bởi vì khi mà chúng ta đã thấy được hết tất cả chân lý rồi đó, thì ông cười thôi, bởi vì khi đó không còn gì để mà nói nữa. À, và cái gì cũng cười, và cái gì cũng thấy rằng là không có ai, không có một cái thế lực thù địch nào. Vì cái trẻ thơ thì không có thù địch, không có sự phân biệt đối xử, à, cũng không có sự gọi là cạnh tranh. À, do đó mà chúng ta thấy rằng là khi mà trở về hoàn đồng đó, thì Thiên Chúa Giáo cũng kêu gọi trở về thành trẻ thơ. Và thì sau cái minh triết, sau khi mình suy nghĩ hết cả rồi, thì có một lúc nào đó mình ngồi mình cười, mình sung sướng, và những cái sung sướng đó là hoàn toàn thuộc về tâm linh. Cho nên trong này ấy, cái tên Tiên Dung á, thực ra đây là sau này người ta nói Tiên Dung là gì, là vẻ đẹp của tiên, đó cái ý nghĩa của nó. Còn chữ là họ thôi, còn đồng tử là anh này là một đứa trẻ con, anh là vẫn là đồng tử thôi chứ không phải là người lớn. À, do đó à, chúng ta thấy rằng là cái ông Tà Quốc Tuấn thì ông ấy đưa vào cái đạo lão, và trong dân gian Việt Nam thì cũng đã tôn phong chữ đồng tử là đệ nhất bất tử, và ông ta là đạo tổ
của nội đạo Việt Nam. Vì Việt Nam mình là có một cái đạo mà thờ tử bất tử, thì tử bất tử đó thì gồm có này, chữ đồng tử là đệ nhất bất tử, tạng viên sơn thần là, hoặc là sơn tinh là đệ nhị, phù đồng thiên vương hay là thánh giống là đệ tam, và liệu hành thánh mẫu là đệ tử. Đệ tử bất tử, mẹ liệu hành này ha. Mẹ liệu hành. Tại sao như vậy? Thì chúng ta thấy này, tạng viên là biểu tượng của năng lực chiến thắng thủy tai lộ lục, thánh giống là biểu tượng của ý chí chống giặc ngoài xâm, và chữ đồng tử là biểu tượng của lòng hâm mộ đạo thần tiên cứu độ, chữ hiếu và tình yêu đôi lứa. Còn ba chỗ liệu hành là biểu tượng của người mẹ cao sang, quyền năng, đức độ, và có cái lòng từ vô lượng thường cứu giúp và che chở cho những người có lòng lành khi gặp nguy nan, phù trợ cho cuộc sống tinh thần và vật chất của dân chúng. Vì vậy cho nên ta gọi là đạo mẫu đó. Cho nên kỳ bốn kỳ tử bất tử này đó, thì nếu bây giờ chúng ta so với các cái tôn giáo khác đó, thì nó gần như là tương đồng. Liệu hành thánh mẫu hoặc là mẹ, thì cái đạo mẫu này đó thì cũng là thể hiện gì? Từ bi cứu độ. Bên Thiên Chúa giáo thì có Đức Mẹ hằng cứu giúp đó. Thì như vậy chúng ta cũng có cái dụng phù đồng thiên vương hay thánh giống. Thì bên Phật giáo thì cũng có những cái vì gọi là chi đó, chiến thắng Phật, chiến đấu thắng Phật, hoặc là tiêu diệt đại sĩ. Tiêu diệt đại sĩ là hung dữ lắm, mặt xanh nanh vàng, lưỡi lé ra dài. Nhưng để làm gì? Thì đó để làm thể hiện cái dụng mà trừ ma quỷ đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái người mà tâm đạo, cái đại diện đầu tiên đệ nhất bất tử là phù đồng, là ông chữ đồng tử. Là vì sao? Ông đã bỏ hết tất cả để ông theo cái đạo tiên đó. Thì bốn vị, nhưng mà ta thấy tôn giáo nào cũng có thấp thoáng cái hình ảnh của bốn cái vị tử bất tử của Việt Nam cả. Cho nên chúng ta có một cái đạo gọi là nội đạo, từ con người đi lên trở thành thánh, hiện thánh. Không có cái sự huyền bí từ một cái đất đá nẻ ra này nọ, mà chúng ta là từ con người trở lên. Cho nên nó vẫn là dậy đầy, có thể nói dậy đầy nhân bản, từ gốc con người mà ra. Thì ở trong này á, ông Tà Quốc Tuấn ở Việt Nam đó, ông nhấn mạnh như thế này: quan điểm triết lý tự nhiên là trạng thái hồn nhiên mộc mạc nguyên sơ như một đứa trẻ, chưa có đối lập, chưa phân biệt giữa tâm và vật. Nhưng mà khi ông chứng minh thì ông cứ một cái câu của ông không chuẩn là bởi thế này. Trong cái câu bốn hàng, muốn nói hết 8 chữ tự nhiên ở trong đó. Cái gì cũng tự nhiên hết. Thì tự nhiên đây là hồn nhiên mộc mạc nguyên sơ của một đứa trẻ. Khi chưa có đối lập, chưa phân biệt giữa tâm và vật thì không có sự xấu hổ e thẹn gì hết cả. Cho nên chúng tôi xin mạn phép lấy nhận định của ông Phan Duy Kha tại Quốc Nội trong cái bài mà thử vẽn màng huyền thoại chữ đồng tử tiên dung để làm cấu kết cho cái buổi tìm về di sản Việt kỳ này. Ông Phan Duy Kha đã nhận định như thế này: truyền thuyết chữ đồng tử tiên dung vì vậy có một vị trí đặc biệt trong kho tàng truyền thuyết của ta. Cùng với truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ là nguồn gốc của dân tộc, sơn tinh thủy tinh là trì thủy, thánh giống đánh giặc ngoài xâm là những truyền thuyết cổ xưa đẹp nhất, có giá trị nhất về thời kỳ hùng vương dựng nước. Và ông ta đã khẳng định như thế này cùng một mục tiêu với chúng ta: nghiên cứu những truyền thuyết này, đọc được chúng, giải mã những ẩn ý mà cha ông đã gửi gắm, chúng ta sẽ tìm lại được diện mạo của tổ tiên, bộ mặt của đất nước ta buổi đầu lập quốc. Đó là trách nhiệm, là tình cảm, là khát vọng của chúng ta. Wow. Thì đấy cũng là cùng một cái mục tiêu, cùng một cái ý hướng và ước vọng của chương trình Di sản Việt của Gali Today.
Dạ, xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay giáo sư Nguyễn Châu có thể nói là nói chuyện hôm nay rất là hay. Rất là hay thưa quý vị, có chiều sâu. Và đây là một trong những cái di sản mà chúng tôi thấy có tầm vóc nó rất là lớn. Đáng tiếc, một điều đáng tiếc là thưa quý vị, chúng ta ít có cái phương tiện để phổ biến cái di sản này cho công chúng. Thưa quý vị, cách đây khoảng một số năm, khi bộ phim Jumon của Hàn Quốc nó ra, đó, của Nam Hàn nó ra, đã hàng trăm tập như vậy, tôi bỏ rất là nhiều thời gian để coi bộ Jumon. Tôi thấy nó xây dựng cái hình tượng Jumon, một cái người hùng Jumon của trong lịch sử Hàn Quốc. Rồi chúng ta coi chẳng như nước mắt Đại Trường Kim, ta xây dựng nền văn hóa cung đình, sinh hoạt cung đình của Hàn Quốc. Rồi đã xây dựng những bộ phim lớn khác nữa để chứng tỏ cái sự trưởng thành, sự yêu nước, sự vùng dậy và cái dũng của người xưa của Nam Hàn. Đáng tiếc những cái bộ, những truyền thuyết như vậy đó lại không nằm trong cái tọa độ của các cái nhà công ty điện ảnh, của các nhà làm phim, của các đạo diễn. Nếu điều đó đã tiếp tục quên lãng thì thú thật với tất cả quý vị, nó quên lãng cả cái di sản của dân tộc. Cái một dân tộc, cái di sản rất quan trọng, mà nếu ta không giữ nó và truyền bá đi đó, thì một ngày nào đó những cái truyền thuyết như là công chúa Tiên Dung, chữ đồng tử, ăn tim, mất đi đó, thưa quý vị, giống như chúng ta đang khánh tận về mặt văn hóa, khánh tận về mặt di sản vậy. Cho nên chúng tôi kêu gọi quý vị, hỡi các bạn trẻ, hỡi các nghệ sĩ, chúng ta hãy thử bắt đầu đi một hành trình để mà duy trì, phát triển, giữ gìn và truyền bá di sản Việt. Và chúng ta hãy đọc từ trong cái kho di sản Việt đó, tìm những cái thông điệp tuyệt vời như cái di sản ngày hôm nay. Thì cái điều này cho thế hệ tương lai. Điều này có thể nói thêm như thế này, ngay những người trong nước, những người mà có suy nghĩ, có tâm đã nhận ra điều đó. Nếu chúng ta để mất huyền thoại, chúng ta mất những cái di sản này, thì chúng ta không nhìn thấy được cái diện mạo của tổ tiên, không thấy được bộ mặt thật của đất nước chúng ta từ thời dựng nước. Và khi mà không thấy được cái đó thì chúng ta nhiều mặc cảm lắm. Chúng ta cứ thấy cái đất nước khác có những cái tòa nhà mấy chục tầng thì mình có mặc cảm rằng là mình không có nhà cao. Và cũng như bây giờ cảm đất nước cứ xây nhà cao lên để làm cái gì? Bởi vì cái nhà cao mà ngoại quốc xây chứ không phải mình xây đâu. Cho nên những cái tháp đó không ít lợi. Và trong lúc đó cả thế giới thì ta muốn ở nhà trệt thì mình lại ở nhà cao hàng chục tầng và tự hào về những ngôi nhà trăm tầng, 70-80 tầng cho tới 100 tầng. Và khốn khổ của những cái nhà đó ở Việt Nam là khi mất điện thì không thể nào mà trở về nhà được, bởi vì phải đi thang máy. Đấy, cho nên tất cả những cái điều mà nếu chúng ta không trở về, không khai thác được di sản, không đọc được, nếu như bên nhà thì nói là không giải mà không đọc được những điều ẩn dấu, không vén màn, không vén màn đó, thì bây giờ chúng ta chỉ nhận thông điệp thì chúng ta mới có thể cải tạo được cái cuộc sống hiện tại theo một cái chiều hướng mà thuận lợi và đem lại hạnh phúc an vui cho dân tộc được. Rất cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị, và cảm ơn tổ tiên đã để lại cho con cháu của chúng ta, cho chúng tôi một di sản tuyệt vời. Và rất là cảm ơn cái phần trình bày hôm nay rất là tuyệt vời của giáo sư Nguyễn Châu.